giấu luôn chứ gì đâu. Đâu. Có chụp tóc giờ thì mới người chụp sao tôi nè. Không có đâu tại vô đi coi vô. Ăn uống rồi đi coi đi coi. Bắt ơi. Ăn xong rồi ra điện em nha. Đi vô ăn. Ăn đâu. Không phải cô, không phải để con nói cho cô nghe. Cái cảnh đó đó, cái cảnh đó đó là giờ này là nó hơi nhẹ nhẹ vậy đó cô, chứ nó đã con sắp là cô giờ mới đây. Này, đúng cầu này. Con chụp con lựa cái cảnh đẹp không à? Nhưng mà cái chỗ làm chụp nó bỏ rồi cảnh xấu như này. Hồi nãy con kêu cô đứng quay qua để con chụp cô không nhưng cũng không chịu. Con dẫn cô ra có gió cô không chịu. Cái nào cô không chịu. Đây nè, con nói với cô là con muốn cho cô cảnh nào đẹp chụp cho cô à. Và cô này là con của cô. This is quite nice.